Yêu nhầm chị dâu tập 19-20. Marita toàn tan cay lại trên ô tô, Tham quyết tâm đợi nuốt. Yêu nhầm chị dâu tập 19-20 trở nên gây cấn khi Marita và Orachun quyết định kết thành một phe, hứa hẹn quậy tan nát gia đình bà Yada. Không làm khán giả thất vọng, nối tiếp tập 17-18 hôm qua, Yêu nhầm chị dâu, The Love Proposal tập 19-20, tập 10 Thái Lan cũng mang đến những diễn biến kịch tính không kém. Sau khi từ Khao Sai trở về, Thát cho Toi Patampong đảm nhận đi sớm về muộn, trong lòng nhiều tri tư nhưng anh chỉ giữ nỗi buồn cho riêng mình. Thát là một người hiền lành, luôn hy sinh cho người khác. Anh dành cả cuộc đời cố gắng nỗ lực nhưng không phải vì bản thân mà vì gia đình. Có thể nói Thát chính là nhân vật đáng thương và là nhân vật chiếm được nhiều tình cảm nhất phim. Thát là người luôn sống vì người khác, mong rằng đạo diễn sẽ nương tay cho số phận của anh. Riêng phần Marisa do A. Atitanan đóng, không quậy đục nước không chịu được. Kể lễ với Thát chưa đủ nhiệt, cô nàng đùng đùng sang tặng nhà Tham, xông vào trong mách lẻo với bà Yada, không chỉ vạch trần mối quan hệ chị dâu, em chồng, bất chính của Nút, Vinny Nopiza đảm nhận và Tham do Trey Parapat đảm nhận. Dù là cả ngoài cuộc, Marisa còn bật dậy yêu cầu bà Yada phải giải quyết chuyện này cho ra ngô ra khoai. Chẳng những yêu cầu bà Yada phải xử Nút và Tham, Marisa còn hung hăng đánh người. Sống chung một nhà nhưng lòng ai cũng nặng trĩu. Để giải quyết chuyện này, Thát, Nút và Tham đã nói chuyện với nhau. Nút quyết định vẫn sinh con cho Thát như thỏa thuận. Còn về phần Tham, anh nguyện đợi chờ Nút. Mối quan hệ rối rắm cả ba coi như được dàn xếp ổn thỏa. Gây cấn nhất tập 20 là cảnh ăn vụng của Marisa và Orachun. Do Pat Concrete đóng trên ô tô. Mắng chữ Nút ăn tạp nhưng bản thân Marisa giờ đây cũng không khác gì những lời cô từng đem đi sỉ vã người khác. Chẳng những thế, bộ đôi ăn không được phá cho hôi, Marisa và Chun giờ đây đã bắt đầu kết thành một phe. Cô nàng đánh đá đã kể hết mọi bí mật của gia đình Tham cho Orachun nghe. Thậm chí cả chuyện Thát là gay và chuyện Thát yêu San mà cô vô tình nghe lén được. Marisa và Orachun đã có một màn toàn tan trên ô tô. Về phần San, một cái cơ hội xảo quyệt đã hứa với Tham sẽ không tiếp cận Thát, nhưng sau khi đạt được mục đích thì liền trở mặt. Tranh thủ cơ hội được làm việc với Thát, hắn thường xuyên va vãng anh. Thát gần đây đầy tâm trạng, anh sắp không trụ vững được nữa rồi. Thật thương cho Thát, tưởng chừng là một CEO giàu có, quyền lực, nhưng xung quanh lại không có lấy một niềm tin. Chỉ cần có cơ hội, San lập tức va vãng Thát. Triệt để qua cơ bắp trước mặt Thát, quyến rũ anh. Trong lúc buồn bã, Thát đã nhiều lần nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào bên San thuở ấy. Đứng trước một kẻ thủ đoạn như San, một người hiền lành như Thát, làm sao chống đỡ được. Ai là Thát lại sắp sập bẫy nữa rồi. Kết thúc tập 19-20, Yêu nhầm chị dâu, sóng gió bắt đầu âm ỉ. Có lẽ chỉ ít tập nữa thôi, mọi bí mật sẽ được phơi bày trước ánh sáng.